ngày nắng giữa mùa hạ, ta nhận ra chúng mình sắp phải xa nhau thật rồi. Năm ấy, cái ngày đầu đặt chân vào ngôi trường cấp 3 này, ta thực lòng đã nghĩ 3 năm học này sẽ rất dài. Chúng ta sẽ đặt ra những dự định, những kế hoạch rồi cùng nhau thực hiện. Nhiều lắm, nhiều thứ hay ho và thú vị lắm. Nhưng bây giờ, ta thấy có lẽ thầy cô không hề gạt chúng ta. 3 năm cấp 3 thật sự trôi qua rất nhanh. Nhanh như cái khoảnh khắc chớp nhoáng đổ ào xuống rồi vừa vã qua đi của cơn mưa rào mùa hạ. Ngay lúc này, ta bỗng thấy nghẹn ngào quá. Chúng ta đã dành chọn những gì ngây ngô trong sáng nhất cho nhau dưới ngôi trường này, để bây giờ ngẫm lại tất cả 34 gương mặt trong lớp, ta đều thấy yêu và nhớ rất nhiều. Người ta thường nói 3 năm học cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò. Bởi khi đó, chúng ta ở ngưỡng lưng chừng tuổi trẻ, dám ngông cuồng, dám điên dại và làm tất cả những gì mình thích, mình muốn. Tất cả đều tô đậm màu màu ký ức tươi đẹp nhất trong lòng mỗi người mà sau này chẳng thể mua lại được bằng bất cứ giá nào. Thế nhưng, thời gian cứ trôi đi mãi chẳng chờ đợi một ai. Đoạn ký ức đẹp đẽ cũng đã dần phải về tới hồi kết. Chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy 2 tháng nữa là chúng ta phải xa nhau rồi. Sắp tới, hãy cảm thấy có sự mang tên cuối cùng của thời học sinh. Chẳng còn những câu ý ấy dặn dò gặp lại sau kỳ nghỉ hè nữa. Lần này xa nhau, chẳng còn hẹn trước ngày gặp lại. Nhưng rồi mọi thứ vẫn sẽ phải diễn ra như thường lệ. Sang năm nữa, lớp học ấy vẫn kín người ngồi học. Bảng đen phấn trắng, bàn ghế chẳng có gì đổi thay. Đâu đó thoáng qua khung cửa sổ, vẫn bóng dáng thầy cô giảng bài và vẫn tiếng dân gian chuyện trò của đám học sinh trong lớp. Nhưng tiếc rằng những con người ở đó chẳng còn phải là chúng ta nữa. Tiếng trống trường vang lên cũng sẽ chẳng ai có lo đi học muộn. Nhìn thấy mẹ mình đi tới đi lui trong sân trường cũng chẳng còn ai tái mặt đi vì sợ nữa. Vì chúng ta vốn dĩ là cũng đã chẳng còn thuộc về nơi này. Sau này bước ra khỏi cánh cổng trường, có vài đứa sẽ nhớ, sẽ quên, dù gánh nặng cuộc sống sẽ đè lên đôi vai mấy đứa trẻ trâu từ 17 năm nào. Nhưng xin hãy nhớ những kỷ niệm khi chúng ta còn trong lớp, những tháng ngày thỏa sức ngây ngô, ngông cuồng chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Ta cảm ơn tất cả chúng mày đã có mặt đầy đủ 34 đứa, không trượt đứa nào trong thanh xuân của tao. Cảm ơn vì những ký ức đắt giá mà sau này chẳng thể mua lại được. Cảm ơn chúng ta đã cùng nhau tô đẹp quãng thời gian tuổi trẻ. Sau này, có thể quên sạch kiến thức 12 năm đèn sách. Chỉ xin một điều, chúng ta đừng bao giờ quên nhau nhé. Tạm biệt 12D, tạm biệt thầy học sinh tươi đẹp. Chúng mình phải lớn lên thôi. Dài, chỉ thấy mệt nhoài tim ai. Nụ cười hôm qua nay tan biến nơi đâu. Hết những ngày thơ lần đầu, hết những dại khờ trong nhau. Có những khi vui anh đâu ngờ ngày mai sau, chớp mắt đã thấy yêu thương phai màu. Và giờ phút cuối chào nhau, goodbye.
This is goodbye.